Tiên Yên là một huyện miền núi ven biển thuộc khu vực miền đông của tỉnh Quảng Ninh, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 52%. Năm 2010, khi bắt đầu hành trình xây dựng nông thôn mới, huyện còn 4 trên 11 xã và 18 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Với tinh thần đồng nhất hội tụ trí tuệ để lan tỏa lợi ích và phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm đã tạo được niềm tin và động lực cho sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết năm 2023, tổng nguồn vốn huy động thực hiện trong cả hành trình xây dựng nông thôn mới đạt 7.638,489 tỷ đồng, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương, thu nhập bình quân đầu người đạt 76,92 triệu đồng một người một năm. Chất lượng đời sống văn hóa của người dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển. Với sự nỗ lực đoàn kết, thi đua, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tiên Yên trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ngày 6 tháng 2 năm 2024, huyện Tiên Yên đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, về đích trước 2 năm so với kế hoạch. Như trước đây ấy thì là đường xã thì đi cũng còn rất là khó khăn. Chúng tôi có những cái thôn bản mà đi những 15-20 km thì mới đến nơi thì cũng rất là vất vả. Và sau khi được đầu tư xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng thì là chúng tôi đối với xã Hà Lâu thì cũng có đường đi vào bản, thì đối với cái thôn xa nhất là Hắc cách trung tâm xã là 15 km thì cũng đã được đầu tư xây dựng đường bê tông. Ban tổ chức chúng tôi đặc biệt là chúng tôi rất là vui là khi mà sau khi thực hiện cái xây dựng nông thôn mới đây là bà con thì cũng rất là chung tay. Đây là một cái niềm vinh dự và tự hào của cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Tiên Yên. Chúng tôi từ cái niềm vinh dự đó, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị cũng như nhân dân sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu để làm sao mà nâng chất các cái tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao, để đảm bảo là cái huyện nông thôn mới kiểu mẫu có nhiều cái nét đặc trưng, đặc biệt là phát triển kinh tế ở các cái vùng dân tộc miền núi vùng cao, gắn với phát triển giữ được bảo tồn cái thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thế và kết hợp với du lịch.